Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục lại làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc mẫu Hoành Phi bằng chất liệu gỗ hương đỏ, hay còn gọi là gỗ hương ba đuốc, gỗ hương ba đúc hay là gỗ hương ba đóc. Đó là gỗ nhập khẩu từ châu Phi. Quý khách có thể tìm trên Google cái thông tin xuất xứ của gỗ ba đuốc. Thì gỗ ba đuốc này nó có cái giá thành rất là rẻ, thì chúng tôi làm cho các khách hàng thích giá rẻ. Thì quý khách hãy liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Một bộ hoành phi như này, so với chất liệu gỗ gụ hay gỗ hương đá Nam Phi, gỗ đỏ Nam Phi, thì gỗ hương ba đúc này có giá thành rất là rẻ, giá siêu rẻ luôn. Quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi sẽ tư vấn, chúng tôi báo giá. Bức hoành phi này có kích thước dài 2m17 và chạm 4 chữ là quang tiền dụ hậu. Đây là chữ Hán Nôm có dịch phụ đề. Và ý nghĩa của 4 chữ này thì có nghĩa là đời trước mà rạng ngời thì đời sau sẽ sung túc. Quang tiền dụ hậu. Và được làm từ chất liệu gỗ hương đỏ của Nam Phi. Gỗ này khác với chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi nhé. Quý vị lưu ý tránh bị nhầm. Và quý vị nên xem hàng mộc trước khi sơn để tránh lừa đảo rủi ro. Chúng tôi cũng tư vấn tới khách hàng tận tâm nhất để cho quý khách hàng yên tâm về các cái vấn đề về chất liệu gỗ cũng như về kích thước. Chúng tôi đang làm bức hoành phi nữa là chạm 3 chữ Đức Lưu Quang, nghĩa là đức độ tỏa sáng lưu truyền cho muôn đời sau. Cũng được làm bằng chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi. Và xen kẽ thì chúng tôi chạm mà tứ quý. Thì bên cạnh các cái mẫu bằng chất liệu gỗ hương đỏ này, chúng tôi đang sản xuất rất nhiều các cái bộ bằng gỗ gụ, gỗ gõ đỏ, gỗ hương đá của Nam Phi, tùy theo cái giá thành. Quý khách nào thích giá rẻ thì quý khách sẽ mua các cái sản phẩm bằng gỗ hương ba đúc này. Nó rẻ hơn cái gỗ gụ và chất liệu gỗ hương đá rất là nhiều. Về độ bền thì nó cũng bền, nhưng mà khi sơn lên thì rủi ro nó cao hơn các cái bộ hoành phi gỗ gụ cũng như là gỗ gõ đỏ. Vì bên trong chất liệu gỗ hương ba đúc này nó có mủ và nhựa rất là nhiều. Khi hoàn thiện thì phải qua nhiều công đoạn tẩy thì chúng ta mới hoàn thiện được. Quý khách có nhu cầu mua hoành phi giá rẻ, quý khách hãy liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Trung bình một tháng thì chúng tôi bán từ 100 tới 200 bộ như này. Tất cả các cái mẫu sản phẩm đa dạng, kích thước, chủng loại cũng như về chất liệu gỗ. Chúng tôi làm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Video đang được quay trực tiếp tại xưởng của chúng tôi. Chúng tôi còn đang rất nhiều các cái bộ khuôn đang chờ để lắp lên các cái bức hoành phi mà khách hàng đã đặt hàng. Và chúng ta cùng xem lại bức hoành phi quang tiền dụ hậu chạm 4 chữ. Ván chúng tôi làm dày 3 phân và khuôn thì chúng tôi làm dày 7 phân. Dài 2m17, rộng 67. Quý khách có nhu cầu, quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.